chiến sĩ cao nguyên bên anh lửa bập bùng. Cháy lên hơi lửa tiêu, cháy mãi cho bóng em hiện ra. Giữa ngọn lửa em trao bầu rìu, em trao lời nói nhớ mãi. Lời nói lửa cháy dịu đắng ngày nào. Kia đàn chim chưa rao bay qua xưa bầu trời, còn dòng sông ngay tuôn ba trôi qua mặt trời. Còn yêu em, anh còn thương em mỗi trong ta, một ngọn lửa ông sáng rừng già, một ngọn lửa ông bồi hồi cháy bay. Ôi cao nguyên, em thương ai thương ai, từ từ đang chờ ai. Một ngọn lửa ông từ bao la, ngọn lửa tìm về với cội nguồn. Một ngọn lửa ông bồi hồi cháy bay. Chiến sĩ cao nguyên bên anh lửa bập bùng, cháy lên đôi lửa tiêu, cháy mãi cho bóng em hiện ra. Giữa ngọn lửa em trao bầu rìu, em trao lời nói nhớ mãi. Lời nói lửa cháy dịu đắng ngày nào. Lơ lửng
một bàn chân bước bé xíu lang thang trên đường. Anh mặc buồn mền dài của em rất buồn vì em không biết đi đi về đâu. Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngày vì em không cha vì em chỉ là giấc mơ đã lâu rồi em đã không có tình thương. Thấy ai ai cũng đều vui bên mẹ cha, giờ là em tôi rơi hoàng tang với nỗi buồn vươn đi trong chiều mưa. Đỉnh sông Ca Nhí là đây. Vòng lộ diện tuyệt đỉnh sông Ca Nhí đã đi đến hồi gay cấn nhất và hấp dẫn nhất. Những thí sinh cuối cùng khả năng làm chủ sân khấu tuyệt đỉnh, giọng hát hoa quyện đến không ngờ, và những cuộc tranh giành thí sinh đầy kịch tính giữa các huấn luyện viên. Bên này tốt hơn, đó là điều chú không phủ nhận, nhưng bên đây mới là nơi tốt nhất. Ỉa, bên này chưa có nói hết. Ngày hôm qua chúng em đã trồng mì luộc mì lặt mì. Bây giờ nào vừa. Con ơi, về rồi bên đây con làm bá đạo con ơi. Nghĩa bình tĩnh chứ anh, uống thuốc không? Bình tĩnh. Anh ra đi, anh cáo ngay bây giờ. Tất cả sẽ có trong tập 4 chương trình Tuyệt đỉnh sông Ca Nhí ngay bây giờ. Em chào hai chị giới thiệu tên của mình đi. À, chị tên là Nguyễn Đỗ Ánh Tuyết, năm nay chị 11 tuổi. À, chị tên Đỗ Lê Hồng Nhung, năm nay chị 13 tuổi. Hôm nay hai chị hát bài gì? À, hai chị hát bài Trở Về Đi. Ủa chị, nội dung trong bài hát đó nói về gì vậy chị? À, nội dung trong bài hát nói về một tình bạn rất là thân thiết. À, một người phải đi xa, còn một người phải ở lại. Nhưng mà tình bạn vẫn được duy trì rất là tốt. Hai chị có thể hát cho em nghe một đoạn của bài hát này được không?
Hãy ôm chân tôi, hãy luôn đi cùng tôi, chạy bên nhau thật nhanh về phía chân trời. Như đã từng quen và chưa bao giờ quên, mình đã cùng một cái tên. Quá, wow, hai chị hát hay quá. Thôi, bây giờ cũng đã tới lúc lên sân khấu rồi. Hai chị đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Chúc hai chị thi tốt nha. Bye bye. Một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tạng Thắng, ca khúc Trở Về Đi. Hai bạn giới thiệu đôi nét về mình đi. Dạ, em tên là Nguyễn Đỗ Ánh Tuyết, năm nay em 11 tuổi. Còn em? Dạ, em tên là Đỗ Lê Hồng Nhung, năm nay em 13 tuổi. Em ơi, nãy giờ là cô nói ở trên đây, cô nói sao cô thấy quen quá rồi. Sao chị quen ở đâu chị?
thí sinh hồi đó thi biết đó, mấy đời lớn quá, mới có mấy năm mà lớn quá con ơi. Ngày xưa là cô mê nhất là gì, mê đôi mắt của em ấy hơi nhất nè. À, mới đây cũng lớn quá dễ thương, ngày xưa khoái lắm cặp mắt. Mắt bây giờ vẫn đẹp, rất đẹp, mắt đẹp mà lông mi cong vút. Dung có nhớ cô không? Dạ có. À, trời bữa nay giỏi quá, bữa nay hát tốt chắc chắn vô cùng. Tuyết ơi con bè rất là chắc luôn, con giữ cái bè của con chắc mà rất là hay luôn, hai đứa hát rất là chất, tức là làm chủ được cái giọng của mình hát tốt. Cô rất thích tiết mục này. Cảm ơn cô. Mà cô đã bấm rồi thì con hiểu đó hả? Cô đã gài cái gần này xuống là cô mong tụi con về bài với cô. Chị nói là chúc mừng tiết mục của tụi con rất là hay. Nhân tiện và anh Nghĩa luôn. Biết nói gì hơn nữa bây giờ khi mở màn ra hai cô bé xinh xắn dễ thương nhưng mà rất là cá tính, hát thì hòa quyện với nhau. Mà mấy con ơi, chú tiết lộ nhẹ cho mấy con biết nha, trong đội của chú không có cái màu này. Màu dân ca thì nó nhiều vô kể. Bây giờ có hai con mà về đội của cô chú, hai con làm chúa đảo. Chúa đảo. Chúa đảo. Chúa đảo. Không chưa? Mời bệnh. Rồi xin mời gia đình bên đây. Dạ. Đầu tiên là cái mà cô thích hai đứa con, bé Nhung với lại Ánh Tuyết, là tụi con mặc đồ rất là chất, rất là, cô rất là thích. Cái đồ này là của tụi em rất là chất. Phối hợp với nhau để chuẩn bị hay là như thế nào? Dạ. Cô đánh giá cao hai đứa con và rất mong muốn tụi con phải về với cô Đoan Trang và chú Thanh Bạch. Đó là bản thân cô rất là thích hát những bài hát có những cái nốt treo, nốt cao liên tục. Và tụi con rất bình tĩnh đi tới cuối bài. Và đó là cái mà cô nghĩ là mấy đứa mình rất là hợp với nhau và quyết định luôn đi. Hai con biết sao không? Nếu như mà 2 giờ hai con về cô Đoan Trang thì phải biết rằng trong đội cô Đoan Trang nhiều lắm. Nghĩa, bên đây chưa có nói hết. Dạ, em mời chú Bạch. Tụi con có thế mạnh nhảy nhót bài tiết tấu được không? Có không? Hai bạn có nhảy được chắc không? Thôi hai là bạn có khả năng vũ đạo không? Thua ha. Không sao, nếu mà tụi con không có vũ đó, đạo. Cái thiếu đó là cái cần phải bổ sung. Thì phải cần về với đội của cô Đăng Trang hơn. Tại vì cái mà cô lo cho tụi con là cô Cẩm Ly không có múa được. Không con ơi, được hết con. Được con ơi. Tại sao cô Đăng Trang nói cô Ly không múa được? Hay là cô ấy có len lén đi học dance sport rồi hay chắc? Dạ. Cái này mình thi hát hay là mình thi nhảy vậy? Không phải. Thi hát thi nhảy. Tại sao chúng ta lại có Thu Trang, Đại Nghĩa và Thanh Bạch ở đây? Thì sao? Thi hát đúng, nhưng hát phải có nhảy kèm, phải có biểu diễn, phải có thần thái, có sắc vóc, có tất cả mọi thứ, đúng không khán giả? Con thân mến, chú quen tới 8.000 vũ công lần này. Cô Ly có thể không dạy con nhảy được, nhưng mà các cô chú vũ công khác chú đều từng làm việc qua con hết. Nghĩ rằng con nghĩ. Rồi nguyên cái vũ đoàn mà chuyên môn đi nhảy bà anh ba khía cho cô Ly đó. Là ý gì? Là hai đứa này không bấm được. Người ta có duyên thì mình vỗ tay thôi. Có duyên quá chị. Chứ đây bây giờ bấm đắt rồi chị ghen thì sao chứ. Ok, bây giờ hai đứa con cứ chọn. Không sao. Để cô Ly nói con. Tại vì cuộc thi của mình là thi hát, con hiểu không? Đúng rằng khi mà mình lên mình hát, mình có kèm theo về những cái diễn xuất, mấy cái vũ đạo khi nó cần thiết ở những bài hát nào đó. Nhưng mà cái chủ yếu nếu mà giọng con đã quá hay thì người ta sẽ tập trung nghe giọng con. Và chắc chắn là sẽ có những cái diễn xuất. Chứ không phải bắt buộc đi hát là phải nhảy dance sport. Phải không? Đâu có bắt buộc đâu con, đâu có bắt buộc bài nào cũng phải vậy. Không lẽ giờ mà hát nhầm bù mình cũng nhảy dây luôn. Nói chứ thậm chí bây giờ nha, nếu như con hát hay, con vừa hát con cũng nhảy mà nhảy dây cho chú. Đúng không? Khán giả cũng thích. Trời ơi, miếng. Quá trời miếng luôn. Anh Nghĩa bây giờ mới xác định anh mới là chúa đảo. Hai con hát rất là tốt, có phong cách trẻ trung và giọng cao chót vót. Và bây giờ cái sự quyết định của tụi con sẽ định nguyên cái tương lai của con ở trong cái chương trình này luôn. Một là con vô trong trong đội của chú Bạch và cô Đoan Trang, là hai người có rất nhiều màu giống như con. Hai là con vô đội của chú Đại Nghĩa và cô Cẩm Ly, hai người mà không có chuyên về màu của con. Chú Thiệu Vũ nói rất là đúng. Trời ơi, mới đầu dê với bên đây quá trời luôn, cũng sâu. Trời ơi, cô đã ơi đã luôn. Thôi, bây giờ nãy giờ cô giỡn thôi, không có lên TV. Thì bây giờ không, cô Trang ơi làm rồi lên hết đó.
Hồi nãy bà đoán trang bá xà quá, xà bất cứ bà đoán trang bá xà quá, bà tính xài xẻ hai con người này. Em thấy rõ ràng bà đoán trang qua đây có khiều nhẹ không ông Vũ? Hồi nãy tôi thấy rõ ràng bà cầm cái váy bà phất thạch 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 thạch, bà qua bà nói chứ Vũ 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 em có tham gia cái cuộc thi cái gì Vũ xài xẻ hai nhỏ tan nát. Bây giờ bà qua bà làm gì ghê? Thạch cái xong rồi có lén lén đưa gì nữa, đưa gì nữa, hối lộ quá. Rồi xong, hiểu không? Oh yeah. Tụi con về tập thoải mái chú cho. Đây là một cái kỷ niệm rất là đẹp khi chú bạn xem ban nhạc Philippines trình diễn. Cái thời cách đây 10 năm, các nhạc sĩ, nghệ sĩ Philippines gửi từ Philippines mua cái này 60 đô để mà kỷ niệm, con hiểu không? Và cái này thì ngày nay bán tràn lan ở tất cả các tiệm nhạc cụ hết rồi. Nhưng cái này là một cái kỷ niệm rất là hay, và con gõ những vị trí khác nhau. Nó con gõ gì không, con hát, con nghe thấy tuyệt vời. Oh yeah. Ủa chú Bạch, xong cho hai bé luôn rồi. À, thì hai bé lại đây nhận chứ làm sao mà mình để nó được. Chú Bạch rút kinh nghiệm. Đòi quà rồi. Chưa có chia tay mà đòi quà rồi. Trời ơi. Hey, 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 hop, hop, hey. Thưa quý vị, chỉ còn có sự bình luận mà chúng ta thấy xuống chứ. Hai màu khác nhau, đây là màu dân ca, còn bên đây là màu lá tinh. Con ơi, giờ đợi bên đây con làm bá đạo con ơi. Chú đảo nè con, chú đảo. Bây giờ, gì em thể thấy là huấn luyện viên đã đưa ra rất là nhiều lời thuyết phục cho hai em. Và quyền quyết định đều phụ thuộc vào hai em. Chúng ta chạy thật nhanh nha. 1, 2, 3. Chào hai chị. Chào em. Hai chị có thể giới thiệu về bản thân của mình được không? Chị tên là Tường Uyên, chị đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Còn chị tên là Khánh Băng, chị đến từ tỉnh Bạc Liêu. Vậy hôm nay hai chị sẽ hát bài gì nè? Mẹ yêu con. Vậy bây giờ em tổ chức ra một cuộc thi nha. Hai chị sẽ thi ai biết nhiều bài về mẹ hơn nha. Bây giờ bắt đầu từ chị này. Mình sẽ đếm 5 giây. Mẹ thương con có hay chăng? Thương từ khi thai nghén trong lòng. Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ dụ con yêu thương con tha thiết. Mong cho con luôn luôn ngoan hiền, dẫn nó sai. Đây là bài hát mẹ yêu và tiếp tục là chị. Mẹ ơi con đã xa rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con. Đây là bà mẹ tôi và em mời chị. Mẹ qua đời khi con còn trong nôi, cha bỏ con bơ vơ đi theo người. Đây là bà nhớ mẹ Lý mồ côi. Em mời chị Uyên. 4. Em khỏi đếm, hai chị chịu thua. Chị Yên đã thua và chị Khánh Băng đã giành chiến thắng. Yeah. Rồi, đây chỉ là chị nháp thôi. Còn nếu như mà lên sân khấu á, thì hai chị cũng phải phối hợp cho đúng nha. Em chúc hai chị thi thành công. Bây giờ mình về cái nè. 1, 2, 3. Yeah. Em chúc hai chị thi tốt nha. Bye bye.
dấu nha. Chú Triệu Vũ và nghệ sĩ Thu Trang đã chọn. Đóng dấu xong rồi đó. Bắt chữ anh. Hai em giới thiệu đôi nét về mình đi. Hai em tên gì và đến từ đâu? Dạ, em tên là Đặng Thanh Khánh Băng. Em đến từ Bạc Liêu. Năm nay em 10 tuổi. Còn em? Em tên là Đoàn Tường Uyên. Năm nay em 10 tuổi. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Khang ơi, cho Vũ hỏi mấy cháu tí xíu nha. Là tại vì chú Vũ thấy á, cái bài Hai Con Hát Thi á, nó là một bài rất là khó hát, cho nên là nó hơi quá với cái giới hạn của cái giọng hai con. Bây giờ hai con có thể hát cho chú nghe một đoạn nào mà ví dụ như nhạc nhạc dân ca hoặc là nhẹ nhàng hơn tí xíu được không? Về tới đồ làng, con chim sáo nhỏ hỗn vang rộn ràng. Qua nhịp câu tre, qua mấy con đê thắm đường tình quê. Bao năm qua cánh trở đường xa xuôi ngược bóng ba. Ôi kỷ niệm yêu, mái tranh nghèo tỏa khói lam chiều. Chúc mừng Dương Triệu Vũ. Trời ơi, chị Ly ơi, đây là cái màu của đội mình đây nè. Rồi bây giờ xin mời em. Em sẽ hát một đoạn nào đó. Bài gì mà con thích nhất, mà con cảm thấy tự tin nhất lúc con hát? Không nhất thiết phải là dân ca nha. Từng hạt tuyết rơi nhẹ bên góc giao đường, có những ước mong an lành trong đêm thanh. Từng giọng hát cao vời như những thiên thần, sẽ chắp cánh bay ước nguyện cho mọi người. Yeah. Hai con rất là tuyệt vời. Chào mừng hai con đến đội của chú và cô Thu Trang. Cảm ơn hai con. Nghệ sĩ Thu Trang có chia sẻ gì không ạ? Xin mời. Cô Trang thì thấy được là tụi con cái trong cái giọng hát nó cũng có cái tình cảm ở trong đó, mà cái điều đó là một điều rất là quan trọng đối với một người nghệ sĩ cũng vậy, mà một người ca sĩ. Cho nên là cô Trang cũng chúc mừng tụi con khi mà về với đội của cô Trang và chú Vũ nha. Thôi bây giờ nè, chú nhìn mặt hai con á, chú thấy là hai con đang rất là căng thẳng. Nhưng mà bây giờ có đâu gì căng thẳng nữa đâu, con đã thắng rồi. Bây giờ hai con có thể cười một cái thật tươi, nhìn vô camera cho mọi người cười không? Yeah. Chúc mừng hai con về đội Vũ Trang. Yeah. Thức dậy nhìn ra ngoài trời mới.
nhẹ nhớ ngây thơ và mơ ước mãi. Mỗi tiếng là cả một thế giới mới. Hãy mang theo mộng mơ vào đời. Sáng nay nhìn ra hiên vàng, mèo con đang ngồi tấm nắng. À ơi muốn hát lên, à ơi hát lên, à ơi muốn hát lên, à ơi hát lên. Xin chúc mừng hai bạn. Trước khi mà sáu vị nhận xét, Nguyên Khang muốn đố hai vị nghĩ xem hai bạn này có điều gì đặc biệt à? Cái mặt giống nhau. Nghĩ giống nhau. Hồi nãy là bước ra là nói nghĩa, cái này là anh em chắc luôn rồi. Giống lắm. Giống gương mặt y chang nhau hả? Như cái bên anh in ra vậy đó. Anh em có không? Có anh em không? Khánh Ngọc và Đình Nhiêm là hai chị em sinh đôi. Mọi người có đoán được hai chị em sinh đôi có những điểm chung gì? Chúng con học chung lớp nên luôn hỗ trợ nhau trong học tập. Và tụi con cùng được sự quan tâm và chăm sóc của một người rất là đặc biệt, đó chính là mẹ. Là anh chị lớn nên là chúng con luôn giúp đỡ mẹ trông em. Cô bé Hồng Ân này nhõng nhẽo nhất nhà, nhưng tụi con có bí quyết để cả ba chị em cùng chơi với nhau. Mỗi khi có thời gian rảnh, hai chị em luôn giúp nhau tập hát. Vì âm nhạc là niềm đam mê của tụi con mà. Tụi con vui nhất là được cùng mẹ và em gái đi ăn kem. Với niềm đam mê âm nhạc này, tụi con hy vọng sẽ chinh phục được các huấn luyện viên để bước vào vòng tiếp theo. Nó có một điều đặc biệt là cô chị chỉ ra trước em có mấy phút. Ồ, mà sao ông em bự hơn vậy ta? Em uống kiểu nhiều sữa hơn kiểu anh em bự. Xin mời cặp đôi nhà vũ trang ạ. Ok, chú phải đứng lên chú mới nói, tại vì chú rất là háo hức khi mà sau khi nghe cái phần trình diễn của con. Anh đứng vậy em đứng luôn. Ok, đứng luôn. Okay. Cái chương trình này tên là Tuyệt Đỉnh Song Ca. Đúng không con? Cho nên là cái sự hòa quyện giữa hai giọng ca là cái quan trọng nhất. Và từ đầu chương trình tới bây giờ, hai đứa con là cặp duy nhất mà chú thấy có cái độ bè nó vừa chuẩn, vừa ngọt ngào và vừa ăn xâm với nhau. Mọi người có thể cho hai cháu một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Tại vì quá mê hai chị em sinh đôi là một cái gì đó nó rất là lạ. Cô chú xong chưa? Dạ tạm thời xong chị. Dạ tạm thời. Chưa có cặp đôi nào ngoài cái chuyện như chú Dương Triệu Vũ nói là hát bè với nhau ăn ý. Cái điều chú Bạch rất là tâm đắc là tụi con có sự giao lưu, có sự diễn xuất tình cảm trao nhau, là bởi vì tụi con sống chung một nhà, hiểu được. Và chú Bạch hiểu được điều này là tại sao ngoài cái chuyện làm nghệ thuật, chú Bạch còn có hai người em gái sinh đôi giống nhau như hai giọt nước. Cho nên chú Bạch rất biết tính biết ý của những bé sinh đôi, phải như thế nào thì mới hợp. Mặc dầu sinh đôi nhưng không phải giống nhau đâu, mỗi người sẽ có một nét riêng. Mà cái kinh nghiệm đó chú Bạch sẽ kết hợp với cô Trang nữa, sẽ làm một cái gì đó cho tụi con. Mà tụi con thì biết rằng là bên kia quyết định gìn giật, cô chú sẵn sàng nhường. Nhưng mà nếu mà hai con chọn cô chú thì cô chú sẵn sàng nhận. Nếu như mà đã muốn nhường rồi thì thôi, mình làm người quân tử luôn, mình nhường giữa đi nha. Không phải, không phải, tại vì cái quyền quyết định không thuộc về ban huấn luyện viên. Okay, mà thuộc về các bé, mà mình phải tôn trọng các bé, đúng thôi, không? Thôi thôi, tại sao chú Thanh Bạch lại nói như vậy? Nói là sẵn sàng nhường bởi vì sao? Bởi vì cô chú không có muốn làm cho tụi con quá lo lắng, là bởi vì cái sự bạo lực là bên cái vũ trang nó mang lại cho tụi con. Tại vì bên kia sẵn sàng giành giật rồi cái gì đó. Không, cô chú không đi theo cái chiến lược đó. Cô chú rất là bình tĩnh,
Hai đứa chọn thì cô chú mừng lắm, hai đứa không chọn thì tính sao? Tính sao? Ở đây ai cũng sẽ đem lại điều tốt cho tụi con, nhưng cô nghĩ là tụi con nên về đội của cô Đăng Trang và chú Thanh Bạch. Cảm ơn nó chị sẽ Đăng có Trang. Có nhiều cái lợi thế cho tụi em con. Em để ý trong lúc chị chia sẻ tình cảm thì anh Nghĩa anh nhìn chị đắm đuối say mê như thiếu điều, anh muốn qua, anh muốn làm gì chị luôn á. Dạ xin anh Nghĩa, anh có điều gì mà tại sao anh đứng dậy đội của anh, đâu có chọn ai đâu anh. Ngưỡng mộ. Dạ. Ngưỡng mộ bởi vì Đoan Trang rất là tha thiết, thành khẩn. Nó thuyết phục hai bé, chú chỉ muốn nói một cái lời công bằng mà thôi. Hai con là hai chị em sanh đôi, một cái sự tương đồng về tất cả mọi cái. Con được một cái tình thân, mà cái điều này là cái quan trọng nhất. Cái tình thân nó tạo nên cái tình cảm, cái cảm xúc trong cái phần trình diễn của hai con. Và một cái điều chú thấy đó là cái sự nhẹ nhàng của hai con, cái sự mềm mại, cái sự mượt mà của hai con thì nó rất là phù hợp, nó rất là phù hợp, giống như là cặp đôi của con với cặp đôi của cô chú đây, thấy không? Cặp đôi của con hòa quyện không, cặp đôi của cô chú Nghĩa Trang hợp lý sao không? Đó. Rất hợp lý anh Nghĩa. Đó. Còn đây, đây là cặp đôi Vũ Trang. Đó. Bởi vì chú không phải là chú cố tình chú binh cô Thu Trang đâu, nhưng mà nếu như hai con mà đó cảm thấy rằng hợp lý thì hai con nên chọn cái gì đó hợp lý với mình nha. Chú thì chú cũng muốn gợi ý một tí nhẹ nhẹ vậy thôi. Con ơi, chú Vũ tin chắc là nếu như mà hai con về đội của chú sẽ cố gắng hết sức mình. Chú và cô Trang sẽ làm sao để đưa cho con được vào thật sâu trong chương trình, và có khả năng là con có thể làm quán quân luôn. Con có nghe chú Vũ nói không? Chú không có binh chú Vũ. Chú không có binh chú Vũ đâu. Chú không có thích chú Vũ đâu. Nhưng mà tự nhiên chú cảm giác cái giọng chú Vũ á, nó hợp với giọng với hai đứa con dễ sợ luôn á. Có tình cảm. Không, nó nhẹ nhẹ. Không phải giọng nữa mà phải coi cái cặp mắt. Đúng rồi. Rồi mình cười một cái nha con. 1, 2, 3 cười. Rồi bây giờ hãy đưa ra quyết định của mình. Con xin chọn vào đội của chú Vũ và cô Trang. Em cảm ơn anh. Anh bé hà thơm quá. Người sở tiên đúng em thích luôn. Ủa anh bé này ở đâu vậy? Anh bé thì ở Sóc Trăng ở quê anh. Có một cái bài hát này về Sóc Trăng nè, mà em không biết anh có biết không nữa. À, chắc là mình lại rồi, để anh hát cho em nghe thử vài câu. Ghé bến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ, nói vui đôi bờ sông Hậu Giang. Sóng Trăng đón chào, nghe lời trao. Cô nàng bán bánh ngon, mua giùm em bánh bía giống thơm. Quá, anh hát hay quá. Em bây giờ anh với em ăn bánh bía đi. Anh sắp lên sân khấu là anh không ăn đâu. Em chúc anh thi tốt nha. 1, 2, 3
thiệu đôi nét về mình đi. Em tên gì và đến từ đâu? Dạ con tên Quý, 14 tuổi, con đến từ Sóc Trăng. Dạ yeah. Đây là một thí sinh người Khmer. Cái làn da của bé nó có làn da bánh mật rất là đặc biệt. Nhưng mà hôm nay thì anh nghe trong cái giọng hát của em á, so với cái lúc mà mình trao đổi nói chuyện với nhau với lúc tập á, nó có gì đó nó không có được khỏe lắm đúng không? Có vấn đề gì không? Dạ em đang bị bệnh. À đang bị bệnh cho nên là cái giọng hát đó nó chưa thực sự đạt phong độ tốt nhất. May là chưa đạt phong độ tốt nhất đó, mà còn hát tôi muốn rụng rúng vậy đó. Thử coi phong độ mà tới nóc coi. Trời đất ơi, ai mà chịu cho nổi con ơi. Con không những hát hay mà cái màn vừa mở ra tất cả mọi người đều vỗ tay, thậm chí là rú lên. Trời ơi, xoay ca đẹp em trai đó. Quá em rú đó. Xoay ca là em á. Đẹp trai quá. Xoay ca. Con có chút giọng, giọng của con nó vang nó sáng, nhưng mà bài hát này con bị mắc rất là nhiều lỗi. Con nó bệnh mà. Không, mình đang nói trên cái mình chưa có biết kìa. Mình đang nói là cái hiện tại ở đây. Còn cái bệnh là con chia sẻ sao. Cái màu giọng của con thì được, con chỉ thiếu tình cảm nữa thì nó sẽ tốt hơn nhiều. Cho nên là cô nghĩ là cô với chú sẽ cho con một cơ hội để được đi tiếp. Dạ, chúc mừng Quý rất nhiều. Và em hãy về với đội của anh Nghĩa và chị Ly đi à. Chúc mừng em. Biết tại sao không quý vị? Cháu nó đẹp trai quá mà đúng không? Soái ca, soái ca thì phải về đội của nam thần thôi. Em chào chị. Chị chào Bảo Ngọc. Chị có quà muốn tặng cho em nè. Em cảm ơn chị. Ủa sao hôm nay chị tặng nho cho em vậy? Vì nho là đặc sản của quê chị. Quê chị ở Ninh Thuận. Sao em biết hay vậy? Tại vì á, nho là thường ở Ninh Thuận cho nên em biết mà. Chị tên gì vậy? Chị tên là Phạm Hồng Mai Khuyên. Hôm nay chị sẽ hát bài gì? Hôm nay chị sẽ hát bài Nắng Có Con Xuân. Chị có cảm thấy hồi hộp hay là nóng gì không chị? Chị cũng hơi nóng một chút. Em sẽ có một bảo bối để dành cho chị. Tên tên tên. Đây, đây chính là cái quạt thần kỳ của em. Mát quá, chị cảm ơn Bảo Ngọc nha. Thôi, bây giờ tới giờ thi rồi. Em chúc chị thi tốt nha. Cảm ơn chị tặng nho cho em nha. Thank you.
Trời ơi, dễ thương quá. Em giới thiệu đôi nét về mình đi, em tên gì, đến từ đâu? Dạ thưa ba vị huấn luyện viên. Sáu gì vậy? Em sáu gì? Ba cặp đôi huấn luyện viên. Ba cặp đôi. Dạ. Yeah. Ba cặp đôi huấn luyện viên cùng toàn thể khán giả. Năm. Con tên là Phạm Hồng Mai Khuyên, năm nay con 12 tuổi. À, con đến từ đâu? Khuyên, Mai Khuyên đúng không? Mai Khuyên, con ở đâu? Đến từ đâu? Dạ con đến từ Phan Rang Ninh Thuận. Ôi nhiều thanh long lắm. À, bé này có một điều đặc biệt là ngày hôm nay bé đi cùng với lại ba của mình, mà ba bé lại là một người dạy nhạc cấp 2 ở Ninh Thuận, cho nên là cũng truyền cái niềm đam mê âm nhạc. Truyền cái niềm đam mê đó cho bé. Ủa ba con ở đâu cho chú nhìn mặt được không? Đứng hello anh. Dạ. Mọi người cho chú một tràng pháo tay được không ạ? Xin mời gặp đôi của ca sĩ Cẩm Ly và nghệ sĩ Đại Nghĩa. Trong cái giọng hát của con không những nó trong trẻo và nó cao lắm luôn. Và cô thấy là ở con khi con hát, chắc có lẽ con có thường đi hát không? Tôi thấy con thoải mái tự tin lắm. Làm dạ chủ có, sự. Con thường đi hát. Vậy hả? Chắc là ba dạy nhạc cho nên là có nhiều chương trình biểu diễn, cho nên con hay đi thường xuyên đi biểu diễn phải không? Dạ. Ờ, hay chỉ nên con làm chủ sân khấu, con thoải mái lắm, tự tin lắm. Con hát rất là thoải mái. Chúc mừng tiết mục của con. Dạ con cảm ơn cô. Mời anh Nghĩa. Khi chú nghe con hát á, chú hình dung tới giống như là mấy cái phong linh á, mấy cái phong linh mà mình treo ở ngoài nhà đó, chú gió đó con, nó kêu len keng, nó kêu lanh canh, nó trong trẻo, nó bay dữ lắm. Và cái giọng hát của con nó rất là hợp với cái bài này Nắng Có Còn Sương, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí. Mà cái bài này với người lớn hát á, nhiều khi là cũng đã khó rồi chứ không phải dễ đâu. Cứ tưởng cái giai điệu nó vui vui là dễ, không có, bởi vì nó mang âm hưởng của Bắc Bộ, có cái một cái chất dân ca Bắc Bộ trong đó, và phải là một người có một cái giọng hát nó điêu luyện một tí, nó phải biết xử lý từng đoạn cao trào như thế nào, những chỗ bỏ nhỏ ra làm sao, hát mà làm sao để người nghe người ta nhắm mắt lại, người ta hình dung ra được cái ngữ cảnh đó. Con là một cô bé mới có 12 tuổi con làm được cái điều như vậy, thì chú tin rằng nếu như con được mài dũa nhiều hơn với bàn tay của chú Vũ thì con sẽ còn hát hay hơn nữa kia, và cần phải nhờ cô Thu Trang giúp cho con về cái phần diễn xuất. À, bởi vì sao? Khi con hát á thì nghe rất là vui, cảm giác mùa xuân đến, nhưng mà cái phần trình diễn của mình á, cái hình thể của mình chưa được thoáng xíu. À, đúng rồi, nếu mà về rồi. Với đội của nghệ sĩ Thu Trang là em sẽ cảm thấy xuân cực kỳ phơi phới. Cô Trang sẽ giúp con ra hát những cái bài vui làm sao đó để mình giải phóng hình thể. Ha, mình vừa hát hay mà có một cái phong cách biểu diễn tốt nữa thì con sẽ là một cô bé rất là tuyệt vời trong chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí của chúng ta. Chúc mừng con. Dạ con cảm ơn chú. À, như chú Đại Nghĩa cũng vừa phân tích thì cô rất là mong vòng sau khi mà cô thấy con xuất hiện trở lại sẽ là một thí sinh đáng gờm qua sự huấn luyện của cô Thu Trang và chú Dương Triệu Vũ. Sao cái giọng này tôi thấy như là tôi được Trang Thiên Dương cái gì á ta? Chúng ta ôm nhau đi, mình tự nhiên ba gia đình mình thân ái quá, qua ôm nhau Trang. Ôi da tay đôi lại biến xa, ta đi vòng tay lớn mai để nói sớm. Mình phát cái bài Cả Nhà Thương Nhau. Ba là cây nến già. Vậy ba ơi, ba thương con, thương con. Bà không giải tán luôn đó, vậy đó cho giải tán cho lẹ. Lâu lắm rồi tôi mới thấy được cái cảm giác gia đình ấm cúng như thế này trong ấm chương trình. Chú phải lên đây định xong ca nhí. Không phải chú ngưỡng mộ giọng hát của con không thôi, mà con giống như sứ giả hòa bình đó con. Con mang lại cái sự thân ái cho cả ba gia đình vốn dĩ không có thân với nhau lắm. Anh Đại Nghĩa, em yêu cầu anh nói là chữ sứ giả hòa bình mà phải cái mặt thân thiện hơn anh à. Ừ, con ơi, không phải chú ngưỡng mộ giọng hát của con đâu, mà con giống như là sứ giả hòa bình á. Chú muốn con biết một điều là con hát rất là hay, cái giọng bay phơi phới. Mà nếu như mà con mà thi ở những cái vòng đầu, những cái tập đầu á, là chắc chắn ba đội sẽ giành giật con dễ sợ lắm. Nhưng mà chú may mắn là còn thiếu cái màu của con và còn thiếu thí sinh ở trong đội, cho nên là không ai giành giật với chú. Chú được con giống như một báu vật vậy đó, mà tới tay một cách không cần phải giành giật. Cho nên cái hôm nay là tối nay thôi, mình đi, mình có cần đi mua vé số không? Con ơi con nên nhớ cái gương mặt này của chú Vũ, bởi vì tập sau nếu như mà chú Vũ loại con đó thì con mới nhắc là chú Vũ nhớ nha. Cái quan trọng là khi mà mình đứng ở trên sân khấu á con, là mình phải có bản lĩnh sân khấu. Nếu như mà con mà được chỉ dẫn cặn kẽ thì con cũng sẽ được truyền lại cái kinh nghiệm mà khi mình đứng lên sân khấu mình sẽ như thế nào, mình không run ra làm sao, thì cái đó con hãy yên tâm, hãy tin vào cô. Yeah. Nha chị Trang vốn được mệnh danh là hoa hậu
hài, cho nên là ngay từ lúc mà chị đứng dậy, cái nụ cười thần thái của chị làm một cái cho mọi người thấy. Và bây giờ đúng chạy nụ cười của chị đã mang đến mùa xuân rồi, em thấy không? Điều gì đi nữa thì chúng ta cũng thấy được là em đã chọn rất là chính xác cặp đôi gia đình Vũ Trang. Và anh nghĩ là không còn gì tuyệt vời hơn nữa, bởi vì chắc chắn cặp đôi này sẽ giúp cho em hoàn thiện cái kỹ năng mình hơn. Và anh tin chắc đây sẽ là một đối thủ đáng gờm của những thí sinh khác nha. Cảm ơn anh. Hey. Chị Mỹ Mỹ vô đây với em nè. Chị giới thiệu hôm nay chị hát bài gì đi? À, hôm nay chị sẽ hát bài Giọt Sương Trên Mí Mắt của nhạc sĩ Thanh Tùng. Chị có cảm thấy như là trong người mình hơi run run sợ sợ gì á? Chị hồi hộp quá trời luôn nè, tay chị lạnh ngắt luôn. Bây giờ hai chị mình chơi một cái trò nào để làm nóng cơ thể lên đi. Đúng rồi, được á, được á. Chơi trò gì nè? Mình chơi lắc vòng đi để mình làm nóng cơ thể mình lên. Đó, lắc vòng á? Nhưng mà chị em mình mặc váy mà sao lắc được? Không sao đâu, mình chơi bất chấp luôn. Ok. Rồi, đây là hai chiếc vòng. Cảm ơn em nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Ôi, Ngọc hay quá à. Yeah. Yeah. 1 điểm. Yeah. Yeah. Còn 2 lượt nữa. 1, 2, 3. Oh no. Uầy, dòng này căng thẳng nha. Bây giờ dòng này là dòng quyết định nha. Rồi, ok. Uầy ơi, sẽ phần thắng bại chồng. Ok. Vòng này chuẩn bị gây gấn nha. 1, 2, 3. Yeah. 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 Bây giờ chị làm nóng cơ thể lên chưa? Bây giờ chị rất là nóng và rất là tự tin rồi. Bây giờ em chúc chị ra thi tốt nha. Cảm ơn em. 1, 2, 3. Yeah. Bye bye. Bye bye em. Không, bây giờ mình tự chơi. Mặt trời là nước mắt suốt cuộc đời mẹ cha. Khi em đã lớn, nụ hồng nở trong tim, giọt sương che mi mắt là cuộc tình đầu tiên. Khi em cất tiếng khóc chào đời bên nôi, buồn vui như cơn gió hàng ngoài trời xa xôi.
xôn xao dòng nước mắt hết muộn phiền trong em. Khi ta đã vỡ nụ cười ở trong tim, giọt sương trên mi mắt là mặt trời và trời dịu em. Giọt sương trên mi mắt là mặt trời dịu em. Giọt sương trên mi mắt là mặt trời dịu em. Con gái em đóng dấu, đóng dấu hả? Đóng dấu. Rồi, cảm ơn em. Khi mà thí sinh này hát thì tôi có cảm giác là ở dưới có một thí sinh khác cũng đang hát ca khúc Giọt sương trên mí mắt và biểu diễn rất là cuồng nhiệt và rất thu hút. Không ai khác đó chính là nghệ sĩ Đại Nghĩa. Anh có thể hát nguyên một bài cùng với thí sinh của chúng ta. Yeah. Vâng. Và lúc đó thì tôi cứ nhìn lên nhìn xuống, tôi không biết là ai đang đi thi. Trời ơi. Thì cứ xem như là đây là đường hình, đó là đường tiến vậy đi. Dạ. Cả hai đường tiến đều tuyệt vời nhưng đường hình thì khác biệt. Dạ. Bây giờ thì em giới thiệu đôi nét về mình đi. Em tên gì, đến từ đâu? Dạ, lời đầu tiên con chào ba cặp huấn luyện viên và anh Minh Nguyên Khang. Con tên là Trương Mỹ Mỹ, năm nay con 13 tuổi. Nghe cái tên là thấy cưng rồi. Nghĩa ngồi xuống, Nghĩa ngồi xuống. Tên Mỹ Mỹ. Dậm một cái nữa là nát nhà nha. Dạ rồi, xin mời em đến từ đâu? Dạ, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh, vì sao em chọn ca khúc này? Dạ, bởi vì đây là một ca khúc mà em rất là thích và nó đúng sở trường của em. À, sở trường của em thích những cái bài rock hay là như thế nào? Dạ, những bài rock, đặc biệt là rock ballad. Rock ballad, vâng. Xin mời trước khi mà nhà này chia sẻ thì xin mời hai nhà còn lại, xin mời nhà Vũ Trang. Cô thì lúc mà cái màn che lại thì cô đã nghe cái giọng của con á, là cô đã thấy cái lửa ở bên trong rất là dữ dội, có thể cái lửa nó đốt cháy luôn cả một cái phim trường này. Vừa xinh nè, rồi cái giọng hát hay, rồi ở bên trong lại có lửa nữa. Nói chung là đây là một tiết mục mà cô cảm thấy rất là tuyệt vời. Cô cảm ơn con. Dạ, con cảm ơn cô. Thắp lửa. Lửa không? Thắp lửa. Anh đúng không anh? Đúng. Rất là lửa luôn. Đúng. Mà người nghệ sĩ thì rất là cần cái lửa đó bên trong người mình. Xin mời cặp đôi Bạch Gia Trang có vẻ đang suy tính điều gì ạ? Đừng nói giờ gạt cần nha, em cắn lưỡi đó. Giờ gạt cần được không? Trời ơi, gì như phù thủy vậy trời. Hay là mình chung nhau gạt cùng quần lừa đi. Trời. Trời ơi, cái gì vậy? Cô nói trên đời này lúc nào nó cũng có những cái rất là kịch tính ở phía đằng sau. Không ai đoán trước điều gì hết. Và cô cảm nhận được sao tự nhiên cái điện của cô với con nó tự nhiên nó thu hút. Trời ghê luôn. Đi lên nữa, đi lên nữa. Nghĩa con có thấy vậy đúng không? Đúng rồi, chị lên đi, chị lên đi. Nhưng mà chú Đại Nghĩa lên là cô không lên. Không, chú phải ra quân trước tại vì con ạ. Cô thì bây giờ cô thực sự cũng không có biết nói gì nhiều hơn. Cô chỉ cảm thấy là khi mà con hát cũng như khi mà con tham gia một chương trình gì thì cái thần, cái duyên nó vô cùng quan trọng. Cô cảm nhận được á, khi mà con hát á, là cô muốn lao ra cô hát cùng với con. Bởi vì cái đó đúng chính xác luôn, không có ai khác hơn chất của Đoan Trang. Hay giờ bây giờ cô Đoan Trang muốn Đại Nghĩa hát bài này không? Không, tại vì cái bài này, hát bài này không? Bây giờ Đoan Trang rủ bạn ở đây, tụi cưng cũng có thể thuộc nữa. Bài này là cái bài. Điều đó có nghĩa là gì? Ai không thuộc cái đâu. Đây không phải là chất riêng của một mình cô Đoan Trang con ạ. Chú Nghĩa có thể làm được. Không lẽ chất của chú Đại Nghĩa? Chú Nghĩa có thể làm được chuyện đó. Chú Nghĩa hồi nãy con thấy không? Chú Nghĩa ngồi đó, chú Nghĩa diễn tả bằng hình với con thôi mà đã máu cỡ đó rồi. Vậy bây giờ thử đi. Chơi luôn. Chơi luôn. Con gái hát cái chú nha. Wow. Trời sinh ra mà trời là nước mắt suốt cuộc đời mẹ cha. Khi em đã lớn nụ hồng nở trong tim, giọt sương che mi mắt là cuộc tình đầu tiên. Khi em cất tiếng khóc chào đời trên môi, buồn vui như cơn gió thoảng ngoài trời xa xôi. Khi ta bỗng thấy tuổi đời càng nhiều thêm, niềm vui trong nước mắt là cuộc tình đầu tiên. Hey!
thể chú không hát điêu luyện, không hát hay bằng con, nhưng chú tin rằng nó có cái hồn, cái nội lực của chú có thể truyền đến cho con. Bản thân con đã quá nhiều nội lực, quá nhiều lửa rồi, chú chỉ cần chụm thêm miếng củi để quạt lửa cho con. Không, cái này thì phải nói một câu công bằng cho anh Nghĩa, là tại vì cái tông của bạn này nó tông là tháp nữ, cho nên là đưa anh Nghĩa vô cái là anh phải hát hơi thấp một chút. Chứ Nguyên Khang biết là cái bản lĩnh của anh Nghĩa hát bao giờ cũng rất tuyệt vời. Cảm ơn Khang, em dễ thương quá, mắt hai mí đẹp chứ sợ. Bài đây tên gì anh? Giọt sương trên mí mắt của nhạc sĩ Thanh Tùng. Đấy, anh nói về con mắt của em là chính xác rồi. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn con gái nha, đó con cứ nghĩ đi. Tức là cô Đoan Trang cũng có chất này, bên đội của chú Nghĩa và cô Cam Ly cũng có thể làm được điều đó, và bên đây cũng có thể làm được nha. Nhưng hãy nhớ rằng cô chú là người yêu thương con, chọn con đầu tiên. Hai cái đội kia thấy con xuất hiện rồi tươi tắn dễ thương quá, lúc đó mới bấm chọn, có nghĩa là họ quan trọng cái nhan sắc hơn cái nội lực của con. Không có đâu con. Rồi bây giờ chị Ly có muốn nói gì không? Mời chị Ly. Tranh giành quá, nhưng mà hôm nay như con bị khan tiếng phải không? Dạ. Cô nghe cô thấy khi mà con nói con hát á, nó cũng hơi bị, cái giọng mình nó hơi bị tư tư một tí xíu, mà khi con nói chuyện thì nghe rõ hơn là đúng là con bị khan tiếng. Yeah. Nhưng mà cái nội lực và cái gọi là cái thần thái của con, cái sự tự tin của con thì nó không có mất, nó vẫn tốt và nó lan tỏa và ai cũng có thể nhìn thấy được. Mà quan trọng là hình như đội chị thiếu cái màu này. Chính xác. Thì đấy, dạ. Cho nên đấy, cái màu này đó, cho nên là cô rất là mong là Mỹ Mỹ sẽ vào đội của Nghĩa Nghĩa. Và Lily. Nghĩa và Lily đó. Nhưng Vũ Vũ cũng muốn con về đội của Vũ Vũ và Trang Trang. Và đội Vũ Vũ và Trang Trang rất là cần cái máu lửa của con. Tại vì nhưng mà đội chú là, có màu này rồi. Con có biết tại sao không? Lúc đầu chú không chọn là tại vì đội chú quá đó, nhiều người luôn. Nhưng mà con khi mà mở màn ra, chú thấy được khuôn mặt của con quá dễ thương, và cái nụ của cười của con, cái năng lượng của con nó lan tỏa đến nỗi mà chú bắt cô Trang là bằng mọi giá. Vậy là nãy Nghĩa nói đúng rồi đó. Phải quan trọng về cái nhan sắc mà hơn là cái thực lực của mình đó con. Không, thì cái đó vẫn là nhan sắc của cháu chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà có nghĩa là chú không có quan trọng cái tài năng thật của con. Mà nếu như tưởng tượng đi, nếu như con không có một gương mặt sáng như thế này, chú Vũ đã không chọn con rồi. Thấy nhưng không? Mà con anh ơi, giống như anh thường hay nói là người nghệ sĩ cần là thanh và sắc đúng mà. Nhưng chú vẫn quan trọng cái yếu tố thực lực. Bởi vì sao? Bởi vì chú có thể không phải là một người nghệ sĩ có nhan sắc, chú tự nhận điều đó. Ủa, ai nhận mà là nói thật? Sau đó tôi có sửa lại, tôi thần mà thần kính, tôi thần kính được chưa? Vậy thì được. Tôi đã nói rồi, tôi nam thần mà thần kính. Nghĩa bình tĩnh chứ anh, uống thuốc không? Bình tĩnh chứ anh, uống thuốc không? Ê, chị Trang chị còn thuốc không chị? Chị Trang chị còn thuốc không? Uống hết rồi mới tỉnh táo được. Dạ, định uống canh Nghĩa. Con cứ lựa chọn đi, ví dụ con đi đâu thì đi, con quẹo qua đây là cô mừng ơi là mừng luôn. Thì đi đâu thì đi con quẹo qua bển. Con cảm ơn cô, xong con vòng qua chú. Con ơi, bây giờ con cũng biết rồi đúng không? Cô Đoan Trang á, thí sinh nào với cái màu sắc này cô cũng chiêu dụ về đội, cô hết 1.800 con người như vậy trong đội. Khoan xí. Khi mà con tham gia một cuộc chơi, con vào trong một đội mà có rất là nhiều bạn cùng chung màu sắc của con, thì lúc đó con mới có cơ hội để mà con chiến đấu. Chứ còn nếu như con về một cái đội mà không có ai để cùng chiến đấu với con, thì lúc đó con cảm thấy là à tôi hay quá, à tôi giỏi quá, à con mình tôi, thì con đâu có cố gắng. Con về với đội của cô, vậy là không chọn các bạn cùng rồi màu với con, là con phải cố gắng từng ly từng tí từng cm. Lúc đúng đó tự nhiên sau cuộc thi cái con nói à tôi tiến bộ quá, con cảm ơn cô Đan Trang. Con ơi, đó là câu nói của chú. Con thân mến, cái ý đó là ý của chú, nhưng chú sẽ mượn cái ý của chú Vũ để nói lại với con. Dạ. Yeah. Trong cuộc thi của chúng ta đó, một phần trình diễn của con chỉ có 3-4 phút trên sân khấu thôi. Con hư một cái hoặc là con quá nhiều một cái gì đó áp lực, con thua suốt một bạn bè nào đó trong đội của con là con đi về nhà ngay lập tức nha. Vậy tại sao chúng ta gây ra cho mình một cái sự nguy hiểm đó làm gì? Một cái sự mạo hiểm đó làm gì? Thời gian để con học, con rèn luyện còn dài lắm con ạ. Nhưng cuộc thi nó có giới hạn. Tại vì mình cạnh tranh là một đoạn đường rất là dài, mình mới có thể cạnh tranh được. Còn đây là một cuộc thi nó rất là ngắn, mình tỏa sáng mấy phút ở trên sân khấu thôi. Mặc dù hai cô chú không cùng nhà với nhau, nhưng là đồng một quan điểm, con phiêu lưu mạo hiểm với chính cái vận may của mình làm gì? Em xin phép, nhưng mà hai người cùng cái quan điểm chung vậy, cuối cùng nếu giả sử chọn thì chọn về đội nào? Chọn về ai cũng được. Đúng vậy. Nhưng bên này tốt hơn. Bên này tốt hơn, đó là điều chú không phủ nhận, nhưng bên đây mới là nơi tốt nhất. Thôi để cho em nó chọn đi. Trước khi mà em
em chọn thì một lần nữa em kính mong anh Nghĩa đừng dậm chân nữa. Tôi dậm nhà đó anh ơi. Nhà của anh nữa. Dạ. Yeah. Không phải, người ta có đôi giày đẹp, người ta cần phải khoe. Yeah. Rồi, bây giờ có ba nhà, quyết định của em. Mời em. Dạ thật ra là ba đội nào con cũng thích và ai con cũng hâm mộ hết. Nhưng con chỉ có một sự lựa chọn thôi và con sẽ chọn. Chào hai chị. Chào em. Hai chị tên gì? Chị tên là Đặng Vũ Thường Vi. Chị tên là Phan Bảo Châu. Ủa hôm nay hai chị hát bài gì vậy? Hai chị hát bài Hồng Quê. À em biết cái bài này rồi. Hồi xưa anh Di muốn quá trời luôn mà em chưa có hát, em tưởng muốn nhạc không lời không à. Thì hai chị cũng mới tập bài này cũng không được lâu cho lắm, cho nên là không biết hay chưa hay là để hai chị hát thử cho em nghe ha. Dạ. Em theo anh qua những cánh đồng thơm lúa Việt Nam, nơi bao năm xa cách tương chừng hôm nay lẫn dần. Lòng buồn dời dời xa xôi, gợi lại kỷ niệm khôn nguôi, thương khói lá ban chiều và mái tranh thơ còn nằm nôi. Em thấy hai chị hát hay nè, diễn cũng hay nè, mà em thấy còn thiếu thiếu gì á. Thiếu gì vậy? Em nghiên cứu lại. Em biết rồi. Cái gì vậy? Đây. Đây. Một cái nón lá của chị. Còn đây của chị. Thì lúc mà hai chị diễn cầm nón lá lên, ở dưới quê người ta cũng cầm nón lá mà. Chị cảm ơn em nha. Rồi bây giờ đã đến lúc hai chị phải lên sân khấu rồi. Tạm biệt em nha. Bye bye, bye. Bây giờ mình ghe cái đi. 1, 2, 3. Yeah. Bye bye, bye, bye. Hy vọng với hai cái nón lá này thì hai chị sẽ làm thành công. Còn mình sẽ về tập hát bài Hồn Quê đây. Thank you.
quê với hai cô bé rất là dễ thương, đáng yêu, mặc hai cái áo bà ba. Trời ơi, con người ta đẹp, dễ thương, đáng yêu. Mà tại sao? Dạ, xin mời hai em giới thiệu đôi nét về mình. Em tên gì, đến từ đâu? Dạ, em tên là Bảo Châu, đến từ An Giang ạ. Còn em? Còn em tên là Tường Vi, đến từ Bình Định ạ. Con ơi, tự nhiên cái hai đứa con hát xong mở màn ra, cái thấy giám khảo ngồi một cục buồn hiu vậy đó. Trời ơi, sao hai cái giọng này nó chắc chắn, nó hòa quyện với nhau đến như vậy. Chú thuyết phục hai bên rất là nhiều để có thể là chọn hai con mang về đội của mình. Nhưng mà dĩ nhiên huấn luyện viên nào cũng có chiến lược của riêng mình hết rồi, và đã có sự sắp xếp các màu sắc trong đội của mình. Cho nên bây giờ các cô chú ngồi chùm nhum mặt buồn hiu rồi, thấy không? Đinh Nguyên Khang cảm ơn hai bé rất là nhiều. Hai em có thể đến để chào và cảm ơn các vị huấn luyện viên và hy vọng. Chị chào Bảo Ngọc. Em mời chị ngồi nha. Chị tên gì vậy? Chị tên Thủy Tiên. Hôm nay chị sẽ hát bài gì vậy? Hôm nay chị sẽ hát bài Sắc Màu. Em sẽ có một câu đố để dành cho cái bài Sắc Màu này đó. Có một ông lão mù lên một đỉnh núi xanh ơi là xanh, thấy một bông hoa đỏ thắm và những tia nắng vàng rực. Hỏi chị, ông lên tới đỉnh núi, ông thấy màu gì? Màu gì ta? Hay Bảo Ngọc trả lời đi. À dễ thôi, ông thấy màu đen bởi vì ông bị mù mà. Thế mà chị không nghĩ ra. Thôi, bây giờ tới giờ thi rồi. Nãy giờ em đố chị cho chị đỡ căng thẳng thôi. Bây giờ mới là giây phút quan trọng. Em chúc chị thi tốt nha. Cảm ơn em. 1, 2, 3, yeah. Bye bye. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sáng luôn rồi. Anh Nghĩa, anh Nghĩa, anh Nghĩa được có nhận, động có nhận con Nghĩa, nữa không? Nghĩa tăng động rồi. Đương nhiên rồi em ạ. À. Dạ, nhưng bên kia người ta cũng bấm bên này bấm trước, bên này bấm trước, cái hạn đề là bây giờ đúng không? Đây. Bên này bấm trước. Em tên gì, đến từ đâu? Dạ, em tên là Thủy Tiên, em đến từ Tiền Giang. Tiền Giang, dạ. Chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của cái đội... Đội bấm đầu tiên. Đội bấm đầu tiên, xin mời. Bạch Gia Trang. Người ta thường nói, thương nhau như bát cơm đầy. Hôm nay cô không có chuẩn bị kịp một bát cơm đầy. Nhưng mà cô có... Cơm cháy. Bịch cơm cháy. Có chuẩn bị, có chuẩn bị. Trời có đầu tư. Con gái tôi hát mà cho ăn cơm cháy, nó khè cái họng làm sao nó hát được. Cơm cháy không phải là trước khi con hát mà con lôi ra con ăn để cho con nghẹn, con nghẹt. Con ăn lúc mà con ngồi học bài, con buồn quá, con đói bụng, con lấy ra con ăn, con nhớ tới cô Đoan Trang và chú Thanh Bạch. Rồi xong con qua đội của cô, con tập, rồi con chơi, rồi con có nhiều thứ trong đó, nó vui vẻ, nó hào hứng trong đó. Em xin hỏi anh Bạch, đây có phải là đạo cụ cuối cùng trong cái giỏ đồ của mình không anh? À, không em, cái nguồn của anh là không bao giờ dứt. Con biết không, cơm cháy mà làm trước đây một tuần, một tháng không có ngon. Cái này mới làm ngày hôm qua, sáng nay nhận, con cầm của nó còn ấm ấm nè. Con nấu. Anh Bạch. Em nói đi. Em có thể về đội của anh được không? Tại em đói bụng quá. Yeah! Khoan, cho em nói chút xíu. Mặc có dù... Cái gì vậy? Không, không, để từ từ. Khoan, đi ra. Để em đói quá. Em có phần dỗ, anh ưu tiên một cho em. Người ta đi làm việc nhưng mà có tâm, có tấm lòng. Đâu phải đi tới đây để diễn không lãnh lương đi về. Mà còn phải chuẩn bị đồ ăn, thức uống. Không phải cho thí sinh, cho ban giám khảo, cho toàn thể khán giả. Ngày hôm qua chúng em đã trồng mì luộc, mì lăn mì. Bây giờ... Nào vừa. Để mà đây. Khoai mì. Dạ. Dỗ. Dạ. Dạ. Khoai mì. Ngon. Thôi, em chia phụ giùm anh cho khán giả đi. Thôi em ăn. Nào có chia không? Dạ. Nè, đó. Dạ con mời cô. Dạ. Dạ. Em mời anh. Mời em anh đi chị ạ. Dạ. Con mời cô. Đây cái chương trình là ẩm thực. Lát nữa con phát cho hết. Trời ơi. Cưng nữa phải không? Rồi. Sao chương trình này hình như mình hợp trợ liên tục hả? Chưa cho ban quay phim với ban nhạc nữa với anh. Chưa cho ban nhạc nè, ban nhạc nè. Quánh trống nè, organ nè, guitar bass nè. Ôi trời ơi, chia nhau. Cái chợ đó. Có đọc. Có đọc. Nè. Anh Dũng. Anh Dũng. Ta sao đi ngoài. Dũng ơi. Dũng ơi. Một cái hộp khoai mì rẻ tiền thôi mà em chết cái hộp khoai mì 10.000. Ăn xong ăn luôn rồi. Diễn bất chấp ghê chưa? Đồ của người ta mới làm dĩ xong mà cứ diễn quá diễn. Con ơi con, mình hát cho dù là mình hát trước hay hát sau gì thì cũng không nên ăn cái cơm cháy này. Nó khè cổ họng của con, nó nổi mụn con. Đừng ăn cơm cháy, chú sẽ dắt con đi ăn cơm chay nha. Con thích hát trầm nhạc gì? Rock. Dạ. Rồi bây giờ con làm thử bài bolero cho con tự tin coi nào. Con ơi chú, nếu như con về đội của cô chú không bắt con đổi dòng nhạc sở trường của mình đâu. Bởi vì sao? Bởi vì trong đội của cô chú có một bạn gái cũng xinh xắn như con đâu, vậy đó. Bạn gái đó đã. Bạn Mỹ Mỹ. Hồi nãy mình Mỹ Mỹ. Lên đây bạn gái đang ngồi sẵn đây. À, lên đây bạn gái. Chào. Chào micro nghe Mỹ Mỹ. Giống như là trời xanh một cặp vậy đó. Ha. Đây. Hai bạn, trời ơi gương mặt xinh dữ sợ không? Trời ơi nó giống nhau dễ sợ luôn vậy đó. Bây giờ mình thử được không? Thử liền. Thử coi chứ. Mỹ Mỹ con thuộc bài sắc màu của bạn không? Dạ thuộc. Rồi. Luôn. Hai đứa rốc cháy hết cỡ. Rồi 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 xuống xuống xuống. Cho nên là
Chính xác là con nên về đội bên này đó. Tại vì hai đứa quá hợp wow. Hai con đúng luôn. Với tên chương trình nó tuyệt đỉnh song ca nhí là đây. Đông dấu liền. Đông dấu lửa. Đông dấu cái nữa. Ủa không lẽ mình vừa tốn đồ ăn rồi mình vừa mất công mà bây giờ mình trời lại ơi. Chịu thua như vậy sao? Mình có bao nhiêu mình đã tung ra hết rồi đó. Chị Đoan Trang à, đây rất thuyết phục. Mình không có cái gì để mình cãi lại đúng được rồi. Nữa hết. Không có một cái lý do gì, không có lý cái do gì. Lý luận nào mà cãi lại được hết. Không thể cãi được. Mỹ Mỹ, con có điều gì con thuyết phục bạn về đội của chúng ta không nè? Dạ, con muốn nói với bạn là lần đầu tiên hát với bạn mà mình cảm thấy như là tiếp rồi, thêm lửa vậy. Cho nên là bạn về đội cô Ly nha. Tất cả mọi người vẫn đang trông chờ quyết định của con. Con về đội ai cũng được nhưng mà mọi người về đội này chưa rồi. Con chưa từng khẳng định đúng không? Bây giờ được con khẳng định lại một khẳng lần định nữa rồi. Quyết định của tụi em là về đội của huấn luyện viên nào? Dạ, quyết định của em là về đội của huấn luyện viên. Cô Cẩm Ly và chú Đại Nghĩa. Vòng lộ diện đã kết thúc với rất nhiều cảm xúc. Chúc cho các bạn thí sinh sẽ thật bản lĩnh, phát huy hết sở trường của mình để tiếp tục tỏa sáng và đạt phong độ cao nhất trong vòng tiếp theo của chương trình. Vòng hòa thanh, những màn tranh tài kịch tính, những màn trình diễn bùng nổ, bé nào sẽ bước thẳng vào vòng trong, bé nào sẽ tranh tài ở vòng tấm vé may mắn để giành lấy cơ hội cuối cùng. Đỉnh sông ca nhí đã có màn chào sân ấn tượng. Các huấn luyện viên đã chọn được những chiến binh xuất sắc nhất. Đêm nay, tập đầu tiên của vòng hòa thanh, các tài năng nhí của đội huấn luyện viên Dư Triệu Vũ sẽ là những chiến binh đầu tiên đối diện với các thử thách. Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt tuổi đêm ngày. Cái cảm hứng dàn dựng cái bài này cho con là khi chú xem cái phim Dạ Cổ Hoài Lan. Những cảm xúc không thể kìm nén. Tại sao đang hát ngay cái khúc đó mà con rơi nước mắt vậy Vĩnh? Về quê hương. Rồi là một đoạn mà cái đồng lúa nổi lên ở phía sau. Hài hước. Cho em hỏi là cái con búp bê của anh bị đau bụng không anh nghe? Làm gì? Phải. Bên kia búp bê siêu nhân, búp bê bình thường, anh búp bê model. Hai con ơi, hai con làm cho cô chú đây một phen hạnh diện. Nhưng ai sẽ là người nhận được chiếc vé an toàn để đi tiếp vào vòng trong? Còn bây giờ, hãy bắt đầu chương trình cùng MC của chương trình. Nguyên Khang. Dạ, Bảo Ngọc. Xin chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Quyết định sông ca nhí. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty Sen Vàng thực hiện. Thưa quý vị, như vậy sau vòng đầu tiên thì các thí sinh của chúng ta đã giới thiệu cho quý vị khán giả, đặc biệt là những vị huấn luyện viên biết giọng hát của mình như thế nào, phong cách của mình ra sao. Và chúng ta cũng biết được những chiến binh đã trở về với đội của các vị huấn luyện viên nào. Bảo Ngọc thân mến, sau phần thi đầu tiên thì Bảo Ngọc thấy các thí sinh của chúng ta như thế nào? Bảo Ngọc có thể chia sẻ cho mọi người biết. Dạ, Bảo Ngọc thấy các anh chị, các bạn ai cũng đều tài giỏi hết. Bảo Ngọc rất hâm mộ các anh chị và các bạn. Và Bảo Ngọc xin chúc cho các anh chị, các bạn thật bản lĩnh, tự tin. Có lời chúc của cô bé Bảo Ngọc thì chắc chắn là các bạn của chúng ta sẽ cố gắng hết sức mình. Thưa quý vị, ngày hôm nay các thí sinh của chúng ta sẽ bước vào vòng hòa thanh. Sau mỗi phần trình diễn của các bạn, các vị huấn luyện viên sẽ đưa ra những lời nhận xét. Tuy nhiên sẽ không đưa ra kết quả cuối cùng. Kết quả cuối cùng sẽ được quyết định hai cặp thí sinh nào của chúng ta thể hiện tốt nhất trong phần thi của mình sẽ nhận được những chiếc vé bước tiếp vào vòng chinh phục.
Còn những thí sinh còn lại không may mắn thì các bạn cũng đừng lo, bởi vì các bạn sẽ có cơ hội tấm vé cuối cùng. 4 thí sinh tương ứng với 2 cặp vé của chúng ta dành cho những thí sinh thể hiện tốt trong vòng tấm vé cuối cùng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón các vị huấn luyện viên nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ 3 cặp huấn luyện viên của chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí. Đầu tiên xin được chào đón ra sân khấu cặp đôi Bạch Gia Trang, nghệ sĩ Thanh Bạch và nghệ sĩ Đoan Trang. Và tiếp theo xin được giới thiệu cặp đôi ca sĩ Dương Triệu Vũ và nghệ sĩ Thu Trang. Biết Trang thích màu trời, Trang đã bồi hồi chọn màu áo xanh rất hợp với lại chương trình của chúng ta, một bên hồng bên xanh. Đang không biết là cặp đôi thứ ba của chúng ta chọn màu gì đây. Xin được chào đón ra sân khấu cặp đôi thứ ba. Xin giới thiệu nghệ sĩ Đại Nghĩa và ca sĩ Minh Tuyết. Không phụ lòng mong đợi của mọi người, xuất hiện cuối cùng nhưng chúng ta đã thấy được cặp đôi thứ ba là một vườn hoa di động. Chị Tuyết chị đứng dậy chút cho mọi người thấy đây, một cái váy màu hoa rất đẹp, li ti lấm nhòm, thưa quý vị, lấm đớm nhẹ nhàng, những bông hoa chưa nở. Trong khi đó, nghệ sĩ Đại Nghĩa là một bầu vườn hoa nở tét lét, nở từ dưới lên tới trên. Chị Cẩm Ly vì lý do sức khỏe nên ngày hôm nay chị đã vắng mặt ở trong cái số phát sóng này. Tuy nhiên, chị Cẩm Ly vắng mặt thì lại có một gương mặt khác đã có mặt cùng với chúng ta. Và chúng tôi cũng xin được chào đón nữ ca sĩ Minh Tuyết. Cũng xin mời chị chia sẻ đôi điều khi mà ngày hôm nay xuất hiện trên hàng ghế của chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí. Xin mời chị. Minh Tuyết ngồi hôm nay thôi, chứ không phải là ngồi suốt chương trình. Cũng hơi khá bất ngờ khi nhận được tin là chị Cẩm Ly ngã bệnh. Khi chị nói là Tuyết ơi, Tuyết ngồi tuyệt đỉnh song ca nhí, Tuyết hoang mang liền, nói thiệt hả Tư? Tại vì mấy em nhỏ đó, khi mà mình nói chuyện á, mình phải rất là khéo léo. Vì lỡ mình nói không khéo, mấy em nó khóc nhè là không biết sao dỗ. Nhưng mà nghe nói là có Đại Nghĩa ngồi kế, và Đại Nghĩa là một người rất dễ làm các em cười, cho nên Minh Tuyết cảm thấy an tâm hơn. Nhưng ngoài phần an tâm thì Minh Tuyết nghe nói là những huấn luyện viên cái bên rất là dữ dội, cho nên có thể là giết chết chị Bảy ngay tại sân khấu. Nên chị Bảy cũng đã tham khảo rất nhiều và cũng đã chuẩn bị rất là nhiều thứ. Thưa chị, trong những tập trước một mình anh Nghĩa cân cả đội hình đó chị ạ. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ phỏng vấn đại diện của gia đình Bạch Gia Trang, anh Thanh Bạch. Anh cảm thấy thế nào? Anh có nghĩ là ngày hôm nay thì với sự vùng lên của đội bạn thì đội mình sẽ phải vùng lên không? Ở trong chuyện người ta có Thúy Kiều, Thúy Vân, thì bây giờ người chị thì bận thì người em thì thay thế. Mà tôi nghĩ rằng Đại Nghĩa sẽ khỏe hơn, sẽ vui hơn, bởi vì Minh Tuyết cũng rất là hoạt ngôn, cho nên Đại Nghĩa không cần phải ôm xô trong cái đội của bạn, đúng không nè? Dạ đúng đó. Thấy không, gia đình chúng tôi là yêu thương đoàn kết nhau lắm, chỉ có MC là cố tình chia rẽ thôi. Nguyên Khang đã từng chứng kiến anh Nghĩa anh phá nhà của mình như thế nào, cho nên là Nguyên Khang chỉ hy vọng là trong suốt cái phần quay hình ngày hôm nay thì anh hãy giữ cho mái nhà của mình nó bình an hơn. Vừa rồi anh phá nát cái nhà luôn mà ban tổ chức phải tốn cả chục triệu để mà xây lại ngôi nhà của anh. Thế chị Đoan Trang, chị có gửi lời nào chúc đến cho chị Cẩm Ly ngày hôm nay không ạ? Chị Ly ơi, tất cả mọi người ở đây rất là nhớ chị, cho nên là chị phải mau chóng hồi phục cho lẹ nha, để quay trở lại đây. Mặc dù ở đây tất cả mọi người rất là vui khi mà có chị Tuyết thế chị Tư. Nghe Đoan Trang chúc xong bây giờ anh không biết Trang đang hướng vào hướng nào luôn á. Chị Tư, ở đây tụi em rất vui khi mà chị Tuyết thế chỗ chị Tư đó. Nhưng mà tụi em cũng mong rằng chị Tư sớm khỏe lại để về đây thế chỗ lại chị Tuyết. Ủa là giờ sao? Rồi, cảm ơn cái gia đình này đã gửi cái lời chúc rất là thân tình. Nãy giờ gia đình này là muốn nói nhất, liệu trong ngày hôm nay khi có một thành viên mới xuất hiện trong đội hình huấn luyện viên thì gia đình mình sẽ chọn cái phương án nào để tác chiến? Thật sự là chỉ sợ đúng một mình anh Đại Nghĩa thôi. Sao mà cái gieo tiếng quán cho tôi không vậy? Anh hiền quá, anh giữ cái cốt cách nho nhã của anh lại đi anh Nghĩa. Người ta nói gì kệ anh ta. Đây, bây giờ thì nhân cái câu chuyện của chị Tư Cẩm Ly thì đại gia đình của mình Thu Trang có muốn gửi lời chúc nào đến chị Tư Cẩm Ly không? Chúc cho chị Tư mau khỏe bệnh,
mau trở lại với Tuyệt Đỉnh Song Ca nhí. Tại vì ở đây ai cũng thương nhớ cái sự hiền lành của chị. Mà phải có chị Tư Cẩm Ly ở đây thì mới thấy được nổi bật cái sự ác độc của anh Đại Nghĩa. Trong cái lời chúc của cô ấy chứa đầy cái cảm xúc của mình, nhưng mà con mắt thì nó hơi ác ác một chút khi mình để ý thấy cái mắt của Thu Trang. Nhưng không sao cả, mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu thôi. Ngày hôm nay các thí sinh của chúng ta sẽ trải qua phần thi rất căng thẳng, rất hấp dẫn. Và ngay bây giờ hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để bắt đầu tiết mục đầu tiên của Tuyệt Đỉnh Song Ca nhí. Xin mời. Hãy cùng xem cặp đôi đầu tiên anh Khôi Cẩm Tú đã được luyện tập như thế nào nhé. Lần này thì tụi con sẽ hát bài Tát Nước Đầu Đình. Mình tập thì cũng có khó khăn tại vì là lần đầu tiên tụi con làm quen với dòng kẹt nhạc dân ca Bắc Bộ. Cặp này như chị Vũ muốn khai thác vũ đạo nhiều hơn. Cái phần hát của hai con rất là chuẩn xác. Đêm qua tắt nương ý ngờ chưa đâu đình, trời đêm sáng tỏ ấy cái đêm trăng rằm, bỏ quên chiếc áo chứ trên cành là cành hoa sen. Chú ý cái giọng hát chút xíu, đừng có con nhảy nhiều quá thì sẽ cái giữa bài mình sẽ bị tụt cái cột hơi của mình xuống, con hiểu không? Và sẽ cái giọng hát mình sẽ rung, nó không tròn. Máy bay ngày mai lên sân khấu cùng mẫu luôn. Yeah. Rồi, bye bye, 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 bye. Hẹn gặp ngày mai. Hẹn gặp lại ngày mai. Hoa sen là cành hoa sen ý ơ. Em đường thì cho anh xin, hay là em để chứ làm tin, làm tin trong nhà. Ơi hỡi chàng ơi chứ tìm sao, ơi hỡi chàng ơi áo ai xưa chỉ chia đường ta chỉ biết rằng vợ anh chưa có. Chưa khô, mẹ xa chưa khô, tình rằng tình vẫn chưa khô. Áo ảnh giúp chị đã lâu, mày mượn cô ấy về khô cho cùng. Không rồi anh sẽ trả, con biết nữa lấy chồng anh sẽ giúp cho. Giúp em một thúng xôi vỏ, một con lợn béo, một quả dù tăng. Giúp em mà đôi chiếu xin em nằm. Thank you.
con. Em Bảo Ngọc có nói là trước khi bước ra sân khấu mà muốn tự tin là phải hít thật sâu vô, sau đó thở ra từ từ, phải không? Còn hôm nay thì anh Khôi như thế nào, chia sẻ với mọi người coi con. Dạ thưa chú, là con tập rất là kỹ và con ra đây thì con cảm thấy là tiết mục rất là tốt. Xin mời cô Minh Tuyết và chú Đại Nghĩa chia sẻ. Tụi con diễn cái bài hát này từ hát cho tới diễn rất là hoàn thiện, nhất là Khôi. Con ơi, con đẹp trai quá. Dạ con cảm ơn cô. Tụi con quá giỏi, tụi con hát quá hay. Và tụi con rất là thông minh. Cô nghĩ rằng là từ đây cho tới cái ngôi vị quán quân á thì tụi con sẽ hoàn thiện vô cùng. Cô chúc mừng hai tụi con. Xin cảm ơn cô. Nữ ca sĩ Minh Tuyết, chưa gì mà chị nói đến cái ngôi vị quán quân có thấy nhà bên kia cười hạnh phúc lắm. Vâng, và bây giờ xin mời gia đình Bạch Gia Trang chia sẻ. Các con nhảy theo lời chú Bạch đọc rap. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay với đội Dương Triệu Vũ và Thu Trang, anh Khôi Cẩm Tú đã mang lại một khí tuyệt vời, một không khí bất ngờ, một không khí thú vị cho chương trình tuyệt đỉnh Sông Ca Nhí. Tôi nghĩ rằng các em sẽ mở ra một phong cách mới, đó là dân ca hài hước. Cái này đang cần và đang thiếu. Dương Triệu Vũ, Thu Trang đủ sức nhờ nhạc sĩ sau chương trình sáng tác riêng một loạt, làm ngay một cái album hài hước cho hai bé trên cả tuyệt vời. Một phần nhận xét tuyệt vời trên nền nhạc. Mặc dù là không biết là các bé có nghe hết được cái phần nhận xét của chú Thanh Bạch không, đầu tư quá luôn. Bây giờ cho chú Bạch chê tụi con một chút xíu nha. Chú Bạch đang bị giận mà thương đó. Tại sao chú Bạch giận? Vì các con đã diễn làm cho các huấn luyện viên không có lời nào để chê. Giận quá, giận quá đúng không? Còn thương là bởi vì tụi con luyện tập công phu đến mức mà tụi con lúc diễn không cần phải nhớ bài tập nữa, bởi vì nó quá nhuần nhuyễn. Và điều đó cần cho chương trình của chúng ta. Nói tóm lại đó là đều là khen cái phần biểu diễn này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái cặp huấn luyện viên mà tự hào nhất về hai con ngày hôm nay, đó là cặp đôi Vũ Trang. Vũ là một người mà đi làm với anh Bạch nhiều rồi, và lúc nào trước khi chương trình bắt đầu Vũ cũng thấy anh Bạch ngồi đó 2 tiếng đồng hồ chỉ để tập đi tập lại cái tên của những người mà anh cần phải nói thôi. Cho nên là anh rất là hiểu được và trân trọng cái sự hết mình ở trong cái phần tập luyện. Hai con làm cho chú và cô Trang ở đây ngẩn ngơ, tại vì hai con ngoài nhảy đẹp, hát đẹp, còn rất đáng yêu, rất lễ phép. Nhớ nha, cái điều quan trọng nhất là hai con phải mãi mãi dễ thương và lễ phép như vậy. Cho cô chú lên ôm hôn tụi con cái nữa được không? Ôm hôn thì hôn thôi. Dạ, dễ thương. Dạ. Trang đứng kế bên nè, nè quý vị thấy không? Đây là cái nét giống giống nhau lắm. Dương Triệu Vũ mà đứng kế bên nữa, đúng không? Đây là mấy chục năm trước, mấy chục năm sau. Giống y chang luôn. Mấy chục năm trước coi đường, mấy chục năm sau giống như bị lỗi vậy. Sao nó kỳ anh, em thấy vẫn ok mà. Thôi đi xuống đi. Có thể thấy phần trình diễn của hai bạn đã làm cho các vị huấn luyện viên vô cùng sôi nổi. Cảm ơn, cảm ơn các bạn bước vào trong. Ủa, mà sao hai bạn biết khi mở nhạc là Bổ Ngọc xuất hiện vậy? Tại vì á, mình biết bạn nè, hát hay rồi còn thích nhảy nữa. Thôi đừng có giỡn nữa, bây giờ mình hỏi nè, lúc lên sân khấu cảm giác của hai bạn như thế nào? Trên sân khấu thì hai mình được các cô chú ban giám khảo khen rất là nhiều, và các cô chú còn giỡn với mình rất là vui nữa. Mình chúc mừng hai bạn nha, và mình chúc hai bạn có một cái điểm thi thật là tốt nha. Bây giờ mình dàn cái nè. 1, 2, 3. Yeah. Con thích đợi chú Vũ. Vì chú Vũ là thần tượng của con. Con thấy bạn Vĩnh giọng rất là nỗ lực và sáng. Con kết hợp với bạn Quỳnh Anh thì con cảm thấy hai đứa rất là hợp với nhau. Giống mà trời còn làm mưa. Lần này chú Vũ chọn cho hai con bài Sa Mưa Giông. Bài Sa Mưa Giông thì nội dung của nó rất là cảm xúc và buồn. Hai chị em thì ở nhà một mình, cha mẹ đêm khuya rồi mà vẫn ở ngoài đồng, không về nhà để cày cấy. Con bài này rất xúc động khi con hát, con rất là nhập tâm vào bài hát đó.
con hát bài này hay, nhưng mà vùng miền thì sửa lại chút xíu. Nước tuột nuột dây thì mới là Nam Bộ. Con hát là như đó. Nước tuột nuột dây. Không, chữ nuột không cần rung. Nước tuột nuột dây. Nước tuột nuột dây. Rồi, con bảy con hát gì? Con bảy đứa. Rồi, con bảy là đúng. Nhưng mà nếu tiếng Nam Bộ người ta hát nữa, con bảy đứa đò. Con bảy đứa đò. Không, vẫn bị chữ y dài á. Hát thành chữ y ngắn, hiểu không? Ba chưa? Trời còn làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt tuổi đêm ngày. Cây cột mẹ suối mái lá nghèo cũng đừng giọt xiêu. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu, mây còn không héo mới mưa dầm, mày lại héo về. Còn giấm mưa, tan cơn mưa giấm. Mẹ gần về chưa? Trời sao mưa giông, gió mưa giọt nắng rớt sao hè, con vẫn ngồi nhén bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lớn trên giang bầu, mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo chén canh cá cắm ngon.
trời có ngàn năm cứ mưa hoài để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè. Con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn quá xúc động. Thưa quý vị, Đức Vĩnh và Quỳnh Anh đã làm cho một số vị huấn luyện viên cũng rơi anh như anh Bạch cũng khóc nè, rồi Dương Triệu Vũ, rồi Thu Trang, rồi chị Minh Tuyết. Chú Khang muốn hỏi một chút là Vĩnh ơi, tại sao đang hát ngay cái khúc đó mà con rơi nước mắt vậy Vĩnh? Còn Quỳnh Anh, sao bạn khóc cái con khóc luôn vậy? Do lúc đó con đang hát tự nhiên cảm xúc nó ùa đến con cũng không biết. Anh Nghĩa chia sẻ trước đi anh. Khi mà hai con cất giọng hát lên, bởi vì cái bài Sa Mưa Dông này là một cái bài rất là khó hát, không phải ca sĩ nào hát cái dòng nhạc trữ tình quê hương cũng có thể hát cái bài này được đâu. Thì hai con khi mà cất lên những cái câu đầu tiên là làm cho mọi người sững sờ hết. Cô Minh Tuyết nói trời ơi sao mà hát hay quá, đặc biệt là bạn Vĩnh. Cái chất giọng hay quá và cái ngân, cái rung trong cái câu hát của con đó, nó rất là chuẩn xác. Mà tình cảm nữa chứ nó không phải là chỉ thiên về mặt kỹ thuật. Cô chú đây đều là những người đứng trên sân khấu rất lâu năm, đã quá lão luyện, đã quá quen thuộc với những cảm xúc rồi. Vậy mà các cô chú vẫn không kìm lòng được. Thì chứng tỏ rằng các con đã quá tuyệt vời trong tiết mục này. Cảm ơn hai con. Cái bài hát này á, cái melody, cái chữ nó cứ nhảy liên tục như thế này. Mà muốn giữ cái cột hơi cho nó chắc để mà mình hoàn thiện không phải là một điều dễ. Chứ chưa kể chi là nói là cái sự ngọt ngào, cái sự chuyển tải trong từng cái lời của bài hát này. Có rất là nhiều anh chị nghệ sĩ đã hát tới 10 năm rồi khi khóc á, vẫn sẽ không giữ được độ cao, độ chuẩn của cái bài hát. Nhưng mà riêng đối với hai con, khi hai con khóc á, Đức Vĩnh nè, con vẫn giữ được cái âm sắc trong từng câu hát của con rất là chuẩn, chứ không có phải là bị mà lạc luôn tông, lạc luôn kia. Hai con quá tuyệt vời. Cô cảm ơn hai con đã gửi đến một bài hát quá hay như vậy. Dạ, xin mời chị Trang với anh Bạch. Chị Trang trước. Cô cảm thấy hai đứa con rất là thông minh. Vĩnh, cô rất là bất ngờ là con là người Bắc, nhưng mà con hát dân ca Nam Bộ rất là ngọt. Bởi vì con hiểu được cái chất Nam Bộ, con mới hát ra được như vậy. Con luyến rất khéo. Còn Quỳnh Anh, con lấy hơi cũng rất là khéo. Hai đứa con cố gắng phát huy rất là tốt. Cảm ơn cô. Xin mời anh Bạch. Về nhạc sĩ Bắc Sơn, thật ra thì có thể nói ông là một người yêu Việt Nam, là một gọi là nghiên cứu Việt Nam học. Thì có lẽ xin được lời cảm ơn đến gia đình nghệ sĩ Bắc Sơn, bây giờ không còn nữa. Và những cái bài nhạc của ông thì ở lại trong lòng của mọi người. Và rất là cảm động khi thế hệ tiếp theo nhỏ như tụi con cảm và hát được những bài hát như thế về nước Việt, về sự tôn trọng của tiếng Việt của chúng ta. Xin cảm ơn nghệ sĩ Thanh Bạch. Và xin mời nam nghệ sĩ nhiều nước mắt nhất của Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí chia sẻ. Hai đứa có thấy chú dựa chỗ này không? Tại vì chú sướng quá. Chú rất là sướng, chú rất tự hào. Hôm nay chú đã đưa cho Vĩnh và Quỳnh Anh một cái thử thách mà nó không hề nhỏ chút xíu nào hết. Tại vì căn bản hai đứa không phải là chuyên về dòng nhạc dân ca miền Nam. Vĩnh là chuyên hát chèo, hát những tại cô Tuyết cổ cứ qua qua. Hay con làm một câu cho cô Tuyết nha. Con làm cái cho cô Tuyết cổ vui vẻ, cổ bay về nước ngoài, cái cổ hạnh phúc của nhớ đến con đi. Bây giờ cô đang tức là tại sao cô Ly không giành con được. Có giành mà không được thành công. Giành về được trong đội. Con dùng câu chèo coi như con tặng cho cô Ly, cô Tuyết đi nha. Này chị em ơi. Ơi. Này từ mai đã là dằm. Ai muốn ân oán thời nắng lên
chùa đấy chị em. Thế các xa lên chùa từ bao giờ nhỉ? Con đang kể chuyện và nhớ về cái cảm xúc thật của mình. Và hai con đã làm cho chú cảm thấy rất tự hào khi mà con đã làm được điều đó. Con đã làm cho tất cả những cô chú ở đây đã phải rơi nước mắt với cái ca khúc này. Thì chú không còn gì để nói nữa. Chú bái phục con. Cảm ơn con. Xin cảm ơn Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Hai bạn đã thể hiện rất tốt. Xin chúc mừng Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Em thấy tiết mục của hai anh chị rất là hay. Mà tại sao anh lại khóc? Tại vì lúc đấy cảm xúc của anh ùa tới và anh nhập tâm vào cái vai đó, nhập tâm và nhập vào cái lời hát của bài đó. Em rất là thích tiết mục của hai anh chị bởi vì tiết mục này rất là tình cảm. Em hy vọng là hai anh chị sẽ bước vào dòng tiếp theo để hát thật nhiều bài hát hay hơn nữa. Dịu dàng đôi mắt biết hát thay lời ca. Cảm xúc của con khi được vào đội của chú Vũ và cô Trang thì con cảm thấy rất là vui. Con được gặp những người bạn rất là dễ thương, cũng rất là mến con nữa. Chú Vũ và cô Trang đã chọn cho tụi con bài là Con Gái Thật Tuyệt. Ba bé đã hát một cái bài hát đúng cái tuổi, đúng với cái chất và đúng với cái tinh thần, cộng với cái sự hồn nhiên, cộng với sự hỗ trợ của ban nhạc, cộng với phần nhạc dựng. Tôi nghĩ đây là một bài hát sẽ làm cho các bạn teen girl sẽ hát theo, lúc lắc theo, nhún nhảy theo và sẽ theo dõi các bé không rời mắt. Vui là con gái hát ý dê, nắng cho em tình yêu. Vui là con gái hát. Bạn nào có múa quên cũng không sao hết. Dạ. Giống như các con là đang lý lắc phá vậy đó. Nên không có cần phải nhắc. Lên sân khấu chứ cho phá không đi. Thoải mái rồi, qua đây. Giống như cái kiểu mà đúng. Cầm hoa lên để thảy trên sân khấu ấy chứ. Em có bằng lên thảy nha. Dạ. Rồi, hai bạn này có ý tưởng gì? Con thì ví dụ như bài này rất là dí nhảm, dễ thương. Thì đầu tiên chương trình sẽ làm cho tụi con một cái hộp quà thiệt là bự. Tụi con bước từ trong đi ra ngoài. Dễ thương. Đó, dễ thương nó là ba hộp quà. Ba cái bụt đê. Chú nghĩ là không cần. Để ba cái hộp, ba cái bụt. Tụi con lúc đầu á, tụi con làm thành B á, Barbie Girl á. Cái có người dặn dây cóp á. Ba cái bắt đầu. Dặn cái này xong rồi tụi con múa. Cái có nhạc lên là đi ra đúng không? Chị dễ thương hơn nhiều, nhảy phần đầu thôi. Còn cái chỗ kia là mình chỉ cần hát, mình đứng lắc thôi nha. Rồi, bye bye, gặp lại trên sân khấu. Dạ, bye bye. Vui là con gái hà, vui là con gái hà, yeah. Ooh, two two one, two two one, oh, oh, I'm a girl. Dịu dàng đôi mắt biết hát thay lời ca, ha ha. Để mùa thu qua buông hướng lên mái tóc, nhẹ nhàng em nghe trên cao kia nắng về, xuân tan đi trước buồn. Hãy subscribe.
thương quá thưa quý vị. Thấy ba bạn bước ra từ ba cái hộp màu hồng, với Nguyên Khang lại nhớ đến hình ảnh mà các bạn nữ của chúng ta rất là thích, đó là ba cô nàng búp bê Barbie dễ thương nằm trong ba chiếc hộp bước ra. Bây giờ chúng tôi xin mời anh Thành Bạch chia sẻ đi ạ. Tụi con đã có một cái cơ hội để thể hiện đúng chất lứa tuổi của tụi con. Tụi con có mê búp bê không? Dạ có. Cái chất giọng của ba bạn hòa quyện với nhau trong cái tiết mục này giống như là tụi con đang chơi một trò chơi, không phải căng thẳng gì hết, mà cái mà con búp bê mà mình yêu thích bây giờ mình được hóa thân thành, thì giống như mà từ một giấc mơ mà nó trở thành hiện thực trước mặt mọi người. Và các con nên giống búp bê hơn nữa cơ. Hồi nãy một số động tác các con làm thì nó coi như phát thảo, và khi bước ra rồi, cái sự từ một con búp bê mà nó trở thành sự chuyển động á, nó phải có quá trình một chút xíu, chứ không phải mình bước qua cái mình thành con người liền. Đúng không? Anh ơi, hay là ba em mình lên làm đi. Xin phép là mời ba nghệ sĩ nam chúng ta ra thị phạm cho ba bé. Nhưng mà mình làm kiểu siêu nhân. Bây giờ khán giả dưới coi búp bê nào sẽ tốt nhất, vì khán giả vỗ tay à. Búp bê thì lố. Búp bê thì lố. Na na na. Na di na na. Ngày coi tia nắng long lanh qua hàng mi, chờ nụ cười em tươi lúc em trên phố. Ngày ngủ như thế đôi môi em khẽ cười, đôi chân em cất lời tình yêu. Ngày say là em hồn nhiên, vui là con gái hà, vui là con gái hà. Anh Nghĩa, cho em hỏi là cái con búp bê của anh bị đau bụng không anh? Làm gì? Phải. Không có phải, bên kia búp bê siêu nhân, búp bê bình thường, anh búp bê model. Nghĩa ơi, model đó người ta ốm lắm chứ không có ăn bánh nở như anh nhiều. Ba bạn thấy là mấy búp bê này được không? Ổn không? Búp bê nào đẹp con nói đi, búp bê nào đẹp nhất? Chứ Thanh Bạch, chứ Thanh Bạch. Ba rất là trộn với chú, ba sao không kết chú nè. Quá muộn rồi. Quá muộn rồi. Anh Nghĩa làm lại đi, anh Nghĩa làm lại búp bê model đi. Ui da da. Đau. Đau. Và bây giờ xin mời cảm ơn một tràng pháo tay cho ba nghệ sĩ của chúng ta. Rất là dễ thương, rất là xinh xắn. Nhưng mà con nghĩ vậy nè, nếu mà Khánh Băng á, con thả lỏng chút xíu, con tươi hơn một chút xíu nữa, thì là cái con búp bê của con nó cũng sẽ rất đẹp, vì mặt con rất là xinh. Mai Khuyên cũng vậy nha, con hơi bị căng thẳng chút xíu hả, nhưng mà không nhiều đâu, chút xíu à. Nhưng mà cô rất là khen Tường Uyên, vì con rất là hồn nhiên và con rất là tươi trong cái cách con biểu diễn bài hát này. Và cô chúc mừng Minh Tuyết, Cẩm Ly, Hà Phương nha. Mà cái tuổi thơ của nữ ca sĩ Minh Tuyết có giống vậy không? Hồi nhỏ chị Tuyết chơi đá banh không à. Chơi đá banh không à thiệt. Chị Cẩm Ly mới là ngồi chơi bán đồ hàng này kia đó. Rồi chị Hà Phương là dịu dịu chơi búp bê. Chị Cẩm Ly ngồi chẻ cóc ăn muối tiêu, quên ăn muối ớt không mà. Chị Ly thì thích vậy. Nhưng mà đó đối với cô thì cô nghĩ rằng là ba con giống Minh Tuyết, Cẩm Ly, Hà Phương. Nhưng mà những cái trang phục á, và đạo cụ á, là cô mượn từ nhà cô Hà Phương. Bởi cô Hà Phương chỉ một hồng thôi, chứ cô Tuyết không có màu hồng trong tủ. Nếu mà ba chị em mà gắn bó mà chơi nhau lâu, biết đâu lọc nữ nhóm tam ca ba nàng công chúa. Rồi cái tuổi thơ của nghệ sĩ Thu Trang có chơi búp bê không? Thật ra thì... Chắc không đúng không? Đương nhiên là có rồi, sao không được? Chơi súng. Con gái thì lúc mà nhỏ là ai cũng gái mê búp bê thật. Ai cũng mê búp bê chứ. Mà cô Trang hồi nhỏ thì không có được chơi búp bê mà đẹp được như ba đứa tụi con. Có lấy cái khăn rồi bẻ cuộn lại rồi bẻ làm đôi, cột cộng dây thun ở phía trước cầm búp bê không? Không những chơi búp bê bê ra bằng nhựa, rồi mình còn chơi búp bê giấy nữa chị. Giấy bằng mình bận đồ vẽ đồ vô. Nói chung là khi mà ba con hát cái bài này rồi diễn tả lại búp bê rồi trên sân khấu, thật sự là làm cho cô Trang cũng cảm thấy bồi hồi nhớ lại cái thời mà mình còn nhỏ, mình thích chơi búp bê như thế nào. Nói chung là cái tiết mục này cô Trang thấy rất là dễ thương. Cô Trang cảm ơn các con. Cảm ơn ba bạn nhỏ rất là nhiều. Wow,
chị làm búp bê rất là dễ thương và đáng yêu nữa. Các chị có thể dạy em làm búp bê được không? Được chứ. Bây giờ chúng ta hai tay của chúng ta phải khép lại vậy. Đó, đúng rồi. Để này, để này hay để này. Ừ, vậy đi. Rồi, khi giả sử như người ta dặn dây cót mình thì mình quay qua bên đây. Rồi xong mình quay lại bên này. Với lắc đầu nữa nha, nhưng lắc từ từ thôi nha. Rồi, bây giờ chúng ta cùng làm thử nha. Dạ. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, đúng rồi. Bây giờ mình cùng chờ kết quả cuối cùng nha. Em chúc các chị thành công. Bắt lại vô. Đàn cò bay về nơi thương nhớ. Tiếng lòng dạ thảo hát bằng cuộc sống đời thường, hát bằng cảm nhận riêng của hai con, chứ không phải để hát theo kiểu trường lớp hay là hát theo cái tập của chú Vũ, hoặc là hát theo cái bài muốn như thế nào. Cảm xúc của con khi về đội của chú Vũ với cô Trang là con rất là vui. Chú Vũ và cô Trang á, người nào cũng có thể làm cho con nổi bật hơn nữa. Khi con nghe bài này thì giúp con gọi đến nhớ đến nhà của mình và nhớ đến mẹ của con đang ở dưới quê làm vất vả và cho con đi thi đến ngày hôm nay ạ. Con nhận xét bạn hát như thế nào? Dạ, con thấy bạn hát ngọt, hay và có nội lực. Mắt con long lanh vậy? Bạn nói đúng không? Bạn nói đúng không? Dạ, con thì con cảm thấy con hát cũng hơi ngọt. Hơi ngọt phải không? Nhưng mà con thấy giọng con thì phải hơi nhẹ một chút rồi. Đúng rồi, giọng con phải nhẹ lại một chút nữa. Rồi con thấy bạn sao? Dạ, con thấy bạn cũng ngọt, hát ngọt, chứ bạn ấy hát cũng nhẹ. Cái quan trọng là cái câu mà hai con hát cùng với nhau á. Dạ. Là cái điệp khúc á, chú soi hoài luôn, chú soi giống như đi soi ếch vậy đó. Thưa bạn, không có thấy soi le, hiểu không? Dạ. Hiểu không? Là cái đó là rất là hay nha. Không có thấy so le là hay rồi đó, nhưng mà hát chung mà so le là sẽ không hay. Hát được cái lương không? Dạ được. Rê thứ. Ai đã cùng em thề câu nguyện ước, trầu cao mâm quá đưa sang đàn trai đón dâu về. Chim quyên có bạn có bầy, nở sao anh để lẻ bầy lòng em. Có thương, có nhớ quê nhà, về mà nghe giọng cô nhớ hoài tình yêu. Con hát được câu giọng cổ nào không? Dạ được, con hát được câu giọng cổ Lan và Điệp. Có lẽ họ đẹp, họ sang, họ nhà cao, cửa rộng. Nên anh đắm anh sai, anh mơ anh mong, còn nhớ thương chi người con gái quê mùa. Rồi xong. Nếu vào được vòng trong, cả hai đứa hát một bài Tân Cổ Giao Duyên, Dòng Sông Quê Em, cực kỳ hay. Dạ. Nhớ nha. Dạ. Chú muốn nghe hai đứa hát bài đó về vòng trong. Dạ. Hiểu không? Dạ. Rồi, bye bye. Dạ. Bye bye, ngày mai gặp lại. Anh hai ơi, cái gì vậy em? Sao em cảm thấy nhớ nhà quá à? Nhớ quê của mình nữa. Anh cũng nhớ nhà, nhớ quê của mình nữa. Nhưng mà bây giờ á, gia đình mình xa quê rồi, biết sao bây giờ? Quê hương là sữa mẹ đời con,
sương đêm trăng rằm sôi lối ấm thân dầm giá gạo cháy đuôi đẹp lắm quê hương thôn trắng tuyệt vời cậu hát tai lời tình quê ngọt bùi dù xa xôi nhớ ngày trong và Gia Thảo trong ca khúc Gợi Nhớ Quê Hương. Và xin mời gia đình nghệ sĩ Đại Nghĩa và ca sĩ Minh Tuyết. Hai con tập với nhau rất là nhiều phải không? Dạ tập 2 ngày cô ơi. Có 2 ngày thôi đó hả? Dạ. Tập có 2 ngày, mỗi ngày tập bao nhiêu tiếng? Cỡ nửa tiếng, nửa một tiếng. Thành thật quá các con, thật là đáng yêu. Cô nghe tụi con trả lời cô choáng váng quá. Vì tụi con không có tập nhiều, nhưng mà cô nghe từ đầu bài tới cuối bài á, từng cái ngắt câu, từng cái lấy hơi rất là đều với nhau. Có người là dê dơ, mình có người vậy, nhưng mà có người là luyến kiểu khác. Nhưng hai con luyến y chang cái nốt giống nhau luôn. Cho nên cô rất là khen hai con trong bài hát này. Dạ, cảm ơn cô. Nhưng mà cũng phải nói là các bé cũng đã tập rất là nhiều ở nhà đúng không? Các con cũng tự tập rất là nhiều một mình với cái ca khúc này. Và cũng chia sẻ là tại vì hai bé là cô cũng ở xa, ở tới tận An Giang lận. Cái mà cô khen là các con tự làm bài tập ở nhà. Tất cả các thí sinh phải nên nhớ, cái quan trọng nhất là khi huấn luyện viên của mình dạy cho mình xong rồi đó, thì các con phải về nhà và bản thân mình phải tự làm bài tập. Và xin mời gia đình Vũ Trang chia sẻ. Vũ nghĩ cái đáng yêu khi mà mình làm với trẻ con á, là tức là mình hỏi gì nó suy nghĩ sao, hoặc là có gì là nói y chang vậy. Lúc nãy hai con hát trên đó, không biết chắc con không biết, nhưng mà chú ngồi đây chú đã rơi nước mắt và chú phải kềm chế cái cảm xúc của mình. Là tại vì cái cảm hứng mà để chú dàn dựng cái bài này cho con là khi chú xem cái phim Dạ Cổ Hoài Lan. Chú cũng sống ở nước ngoài từ lúc chú 9 tuổi, cho nên chú hiểu được cảm xúc mà khi mà mình thèm những cái gì mà nó chân thật, nó gần gũi nhất đối với mình. Cho nên khi hai con hát về quê hương, rồi một đoạn mà cái đồng lúa nổi lên ở phía sau. Em đừng có giật cái vương miệng mít ướt của chị nha. Hai chị em mình mít ướt thiệt luôn á. Chú thấy cái cảnh đồng lúa, rồi hai con hát những cái lời ca ngợi quê hương, nhớ đến quê hương, thì làm cho chú cảm rất
rất là xúc động. Và khi thấy hai con là hai đứa mà hiền nhất ở trong cái đội của Dương Triều Vũ. Cho nên những cái lời lẽ của con hát về quê hương nó rất chân thật và nó tới thẳng trái tim của chú. Và chú tin chắc là những cô chú ở dưới đây khi nghe mấy con cũng có cảm xúc động đúng không? Y chang như vậy. Hai con lại ôm chú Vũ động viên chú một cái.